Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Đài Loan với tựa đề Mỗ Mỗ, người là duy nhất, tên tiếng Anh là The Only One. Vì ở trường, trước mặt các bạn bị Tiểu Vọng đem ra hôn cá cược, Giang Thiêm cay cú về nhà vừa vào phòng đã hôn lại khiến Tiểu Vọng đơ người. Cay hơn nữa là sau khi hôn, Giang Thiêm còn nhét cho Tiểu Vọng 2 xu. Điều này khiến Tiểu Vọng tự ái, cho rằng Giang Thiêm coi cậu chỉ là trai bán hoa, lại còn rẻ tiền nữa chứ, nghĩ sao cho có 2 xu cho một nụ hôn vậy trời. Giang Thiêm đắc ý đứng lên cười khẩy, do Tiểu Vọng nghĩ nhiều rồi chứ đây chỉ là tiền Thiêm trả vì hôm trước cậu mua nước thôi. Tiểu Vọng ngượng quá đành cầm tạm rồi chuồn vội về phòng, u là trời, vậy là nụ hôn đó miễn phí luôn à? 2 xu có còn đỡ, đằng này free luôn mới đau. Tiểu Vọng nhìn 2 đồng xu trên bàn mà tức không còn tâm trạng nói chuyện với bạn, càng nhìn lại càng nghĩ đến cảnh Giang Thiêm ép cậu vào tường mà hôn. Bức bối, Tiểu Vọng định xuống nhà kiếm gì đó để uống, thế là cậu lại vô tình bắt gặp bố mình đang ngọt ngào với bà mẹ mới. Ông lo lắng bà ở nhà sẽ gặp nhiều chuyện không hay với thằng con trời đánh của mình nên bay ngang về trong lúc đi công tác. Sau khi họ đưa nhau ra sân bay, Tiểu Vọng mới ngồi sụp xuống, cậu nhớ ngày bé mẹ đang làm cho cậu món yêu thích thì đột nhiên trở bệnh, trước ký ức trẻ non nớt của một cậu bé lại chứng kiến mẹ nằm xuống ngay trước mắt, Tiểu Vọng không thể làm được gì, chỉ giữ lại được chiếc cúc áo cuối cùng của mẹ đến giờ. Tiểu Vọng cô đơn một mình về phòng ngủ, lại tá hỏa khi thấy điều hòa bật lạnh đến phát bệnh. Tiểu Vọng đi xuống nhà thì lại nhớ đến hình ảnh của mẹ đang làm món cậu thích, nhưng hiện thực lại là mẹ Giang Thiêm đang làm món đó và bị bỏng. Giang Thiêm nghe tiếng động, lao như bay xuống xem mẹ bị sao, biết được mẹ làm món Tiểu Vọng thích để cậu vui thì lại càng xót. Thế nhưng, Tiểu Vọng lạnh lùng nói với mẹ Giang Thiêm không phải bắt chước thì sẽ được làm mẹ cậu đâu. U là trời, nghe mà muốn dậy lại con vợ ghê, Giang Thiêm tức giận đuổi theo Tiểu Vọng để chất vấn nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng. Suốt chặng đường đến trường, Giang Thiêm cứ im lặng đi sau Tiểu Vọng, biết Tiểu Vọng bị cảm nên Giang Thiêm đã chuẩn bị giấy lau đem theo, kết quả là vẫn chậm hơn cô bạn học cùng lớp. Đến giờ anh văn, cô giáo nổi hứng lấy bài của Tiểu Vọng để chữa cho cả lớp, sau đó yêu cầu Tiểu Vọng nhìn chung đề với Giang Thiêm để theo dõi. Thấy vậy, Giang Thiêm liền để giấy lên trên để Tiểu Vọng nhìn thấy, vậy mà Tiểu Vọng không những ngó lơ còn kiếm chuyện nói Giang Thiêm thở làm ồn đến cậu. Nói chứ Tiểu Vọng vẫn dùng để đỡ phí tâm ý của Giang Thiêm, chưa kịp cười chọc thì cô giáo đến bên cạnh khen bài làm của cậu rất tốt, đề khó như vậy mà chỉ sai có 7-8 câu. Hết ca học, cô giáo gọi Tiểu Vọng đến phòng nói chuyện, cô hỏi tại sao bài được điểm tối đa mà khi cô nói sai 7-8 câu cậu không giận. Hóa ra Tiểu Vọng biết thừa là mình xuất sắc nhưng cậu vừa mới chuyển đến đây không lâu, hơn hết lại chưa quen thân với ai ngoài Cao Thiên Dương và một người không tiện nói. Cậu hiểu mình không được quá xuất sắc nếu không sẽ khiến các bạn đứng đầu trong lớp cảm thấy khó chịu, ghen ăn tức ở. Cô giáo bất ngờ vì Tiểu Vọng cũng rất biết suy nghĩ, vậy nên cô hy vọng cậu sẽ nhún nhường một chút để dễ hòa nhập. Tuy nhiên cô giáo đã muộn mất một bước, trước đó Cao Thiên Dương đã lấy bài của Tiểu Vọng để xóa đáp án rồi. Và với cái miệng nhiều chuyện không thua kém gì Lê Dương Bảo Lâm thì cả lớp đã biết Tiểu Vọng chính là thiên tài anh văn. Nhóm bạn súng lại tung hô Tiểu Vọng khiến Tề Gia Hào lộ rõ ánh mắt đố kỵ, ganh ghét, hiếu thắng đòi hơn thua. Lúc này Giang Thiêm đi vào với túi thuốc ở phòng y tế, Thiên Dương lại trêu cậu là lấy thuốc cho cả Tiểu Vọng, ai ngờ thuốc mà Giang Thiêm lấy lại là thuốc bỏng cho mẹ. Tiểu Vọng nghe thấy thế thì lộ rõ vẻ thất vọng. Trong buổi trực nhật của cả hai, Tiểu Vọng cứ vùng vằng giận dỗi lơ đẹp Giang Thiêm. Cao Thiên Dương mới kiếm được một quán ăn ngon nên muốn rủ Tiểu Vọng đi, Tiểu Vọng liền hỏi cậu tại sao lại không rủ Giang Thiêm dù hai người rất thân. Thiên Dương liền giải thích, Giang Thiêm sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc vui như thế này, tuy nhiên cậu cũng bất ngờ khi Tiểu Vọng lại hỏi thăm về cậu ấy. Tiểu Vọng sợ Thiên Dương nghĩ điều mờ ám nên vội thanh minh thanh nga là mình chỉ hỏi cho vui thôi, ai dè ngay sau đó. Giang Thiêm lại dặn cậu, nếu mẹ hỏi thì nói hôm nay tôi về muộn, cuối cùng thì Tiểu Vọng cũng chịu thua đành cho Thiên Dương biết hai đứa đang ở chung nhà. Thiên Dương châm chọc, hai người hẹn hò lén lút như bọn nghệ sĩ trong giới giải trí à. Tiểu Vọng điên tiết liền táng cho cậu một nhát răng môi lẫn lộn. Tan học, đám bạn cùng nhau đến nhà hàng mới nói ban nãy, trên đường đi còn nghe tin lên lớp 12 trưởng sẽ xây ký túc xá cho học sinh học bán trú. Nghe đến thế, Tiểu Vọng sáng mắt ra kiền hỏi khi nào có thể đăng ký ở, cậu háo hức muốn ra ở bên ngoài lắm rồi. Một lát sau, đám bạn đã đến nhà hàng mà Tề Gia Hào quen. Hôm nay quán khai trương nên cả nhóm bạn được mời ăn uống bét nhè, nói cách khác là được ăn trực một bữa không tốn tiền. Chủ cửa hàng là anh Hy, vừa nhìn đã thấy Tiểu Vọng trông rất quen, hóa ra anh chính là con trai của ông chủ tiệm tạp hóa mà Giang Thiêm dẫn Tiểu Vọng đến ăn quỵt. Nghe đến đây Cao Thiên Dương lại ngớ ra, hóa ra Tiểu Vọng rất thân với Giang Thiêm, lại còn cùng nhau đi ăn riêng nữa chứ. Anh Hy gọi điện kêu Giang Thiêm đến, nói có cả cậu bạn ăn quỵt ở đây nữa, thế nhưng Giang Thiêm lại bận rộn ở nhà ông mất rồi, ông hỏi thăm chuyện Giang Thiêm chuyển đến nhà mới có ổn không. Nhưng cậu im lặng không thèm đáp lại, cậu chỉ âm thầm xử lý vết thương bị ngã của ông. Ông nội chỉ có thể khuyên cậu cố gắng đối diện với hiện thực đã được sắp xếp. Bên này anh Hy đưa cho Tiểu Vọng cốc nước lọc, kêu cậu ốm thì đừng uống bia. Tiểu Vọng thấy thế thì bất ngờ ngơ ngác, thì ra Giang Thiêm nói cho anh Hy biết chuyện mình bị cảm. Bực mình, Tiểu Vọng cầm luôn cốc biên đốc một hơi, này thì không đến mà đòi quản lý cậu à.
Lát sau, anh chàng bắt đầu vào trạng thái lâng lâng, Tiểu Vọng bèn xin đi vào nhà vệ rửa mặt cho tỉnh táo. Tề Gia Hào lại nói đến chuyện sắp bình chọn học sinh năng khiếu gương mẫu, chính vì vậy cậu mới mời mọi người bữa này để nhờ vả. Ai ngờ Tiểu Vọng ra bên ngoài đi vệ sinh đã thanh toán xong cả rồi. Tiểu Vọng cảm ơn mọi người đã rủ cậu đi tụ tập để cậu đỡ phải một mình. Tiểu Vọng tử lượng kém, mới ngấm một cốc bia đã không biết trời đất gì, Giang Thiêm lại đành đến tận nơi để đưa cậu về. Giữa đường đi, Tiểu Vọng giận dỗi phụng phịu ngồi lại trên vỉa hè, cậu trách móc tất cả mọi người đều nghĩ cậu và Giang Thiêm rất thân, đến anh chủ nhà hàng cũng nghĩ vậy, nhưng thực chất đến thuốc Giang Thiêm còn không lấy cho cậu, khiến cậu rất khó chịu. Giang Thiêm liền đưa bọc thuốc cho cậu, bên trong còn có cả chai giải rượu nữa. Tiểu Vọng lúc này mới nguôi đi, ngoan ngoãn uống thuốc rồi về nhà cùng Giang Thiêm. Mẹ Giang Thiêm ở nhà lo lắng không yên, thấy hai đứa về thì vội vã ra hỏi han, còn dặn dò Giang Thiêm phải trông chừng Vọng cho tốt. Cô vào bếp làm nước giải cảm cho cả hai rồi còn an ủi Giang Thiêm rất nhiều. Tiểu Vọng bên ngoài nghe vậy thì tủi thân, nhớ đến mẹ mà không kìm nổi nước mắt rồi bỏ lên phòng. Nhờ vậy mà Giang Thiêm mới chịu kết bạn Zalo với Tiểu Vọng, rồi nhắn tin hỏi cậu có khóa cửa không. Còn không kịp hỏi lý do, Giang Thiêm đã đẩy cửa vào trong, mang cho Tiểu Vọng một ly nước. Nhìn ly nước chanh giống hồi nhỏ mẹ hay pha, Tiểu Vọng dần mở lòng hơn với chai mà tâm sự đủ kiểu. Trước khi rời đi, Tiểu Vọng hỏi lại Giang Thiêm lúc hai đứa ở trên cầu, cậu nói mọi người thấy hai người rất thân nhưng thực ra thì thân ai nấy lo, hai người còn chẳng nói chuyện với nhau mấy. Khi đó Giang Thiêm đã trả lời lại một câu mà mãi Tiểu Vọng không nghĩ ra. Thực ra chúng ta có thể thử thân thiết, u là trời. Kể từ khi Giang Thiêm nói câu này, Tiểu Vọng cảm tưởng như mọi thứ bắt đầu đảo lộn, cơn đam mê chơi BD trong người bắt đầu bùng cháy dữ dội. Hôm sau, Giang Thiêm bắt đầu chủ động chào buổi sáng còn đợi Tiểu Vọng cùng đi học. Thế nhưng Tiểu Vọng nhớ đến những chuyện hôm qua mình làm lúc say thì ngượng ngùng. Cậu chạy lại vào trong phòng, giả vờ nói mình đau bụng để trốn tránh. Mãi một lúc sau cậu mới chịu xuống ăn sáng cùng mọi người. Trên đường đi học cùng nhau, Tiểu Vọng cứ đi theo một đường thẳng trên bậc mãi. Giang Thiêm liền kể cho cậu nghe trò con bò lúc say hôm qua cậu làm. Rõ ràng là Tiểu Vọng say đi nhầm đường nhưng lại ngại, nói mình cố tình thử. Kết cục là diễn trò đi đường thẳng sau đó nhảy luôn lên người Giang Thiêm cõng. Tiểu Vọng ngượng gần chết nhưng không dám thể hiện ra, chỉ dám nhận lấy chiếc kẹo giảm cảm trên tay Giang Thiêm rồi về lớp. Hôm qua đã có người mách lẻo về chuyện chép bài thi, hôm nay cô giáo đi sớm hơn hẳn để chặn đầu, quả nhiên phân nửa lớp không làm bài. Cả đến người mới, cực kỳ tin tưởng là Tiểu Vọng cũng phải đem bài ra hành lang làm, đợi một lát sau thì lại có cả Giang Thiêm. Chưa bao giờ bị phạt vì không làm bài lại đứng lên cầm bài ra làm, quả nhiên đêm qua cậu cũng rất bận rộn nên mới quên làm bài cô giao. Cao Thiên Dương còn đang than phiền làm xong 150 câu này thì hết hai tiết mất, quay sang đã thấy Tiểu Vọng làm xong phân nửa, quả nhiên học bá có khác mà. Tiểu Vọng không thèm đáp lại nhưng lại quay sang nhắc bài cho Giang Thiêm để làm thân, chắc cậu cũng biết Giang Thiêm hôm qua vì mình nên mới quên làm bài. Trong tiết toán, mọi người còn mãi quan tâm làm sao thì được bầu làm học sinh gương mẫu xuất sắc, Tiểu Vọng lại chú ý làm thế nào để Giang Thiêm bớt giận mình. Cậu cứ liên tục nhắn tin cho Giang Thiêm trong giờ học, sau đó còn kiếm cớ đủ chuyện để tương tác qua lại với Thiêm. Thế là tan học, Giang Thiêm đành đi dạo với Tiểu Vọng một chuyến. Tiểu Vọng cứ liên tục nói chuyện, kể lể nhiều thứ để Giang Thiêm hết giận. Cho đến khi Giang Thiêm nói sẽ chọn mất trí nhớ thì cậu mới yên tâm. Cậu vui vẻ vào tiệm tạp hóa ăn uống tưng bừng. Buổi tối, Tiểu Vọng về nhà học hành chăm chỉ đến tận 2 giờ sáng còn chưa đi ngủ. Lại tình cờ thấy ngoài hành lang có rất nhiều tiếng động qua lại. Cậu liền nhắn tin cho Giang Thiêm hỏi có chuyện gì. Thế là Giang Thiêm biết ngay Tiểu Vọng chưa ngủ, không khách sáo mà nhào ngay vào phòng. Ban đầu Giang Thiêm hỏi Tiểu Vọng có cần mình giúp làm bài không. Tiểu Vọng còn sĩ diện mà say đô, đến khi cậu ấy ngỏ lời sẽ khoanh trọng tâm cho mà học thì lập tức nhảy luôn ra giường nhường chỗ cho trai, sĩ diện gì tầm này nữa cơ chứ. Tiểu Vọng vì vừa phải làm bài và học bài mới để theo kịp tiến độ nên rất vất vả, quả nhiên cần Giang Thiêm mới có thể rút ngắn bớt thời gian, cả hai như dần thân thiết hơn, cùng nhau học bài đến tận khuya. Tan học, Tiểu Vọng bắt gặp hai thằng bạn học xấu xa đang bắt nạt chú Câm, thế là cậu dũng cảm quăng luôn cặp sách vào đầu chúng. Hai bên bắt đầu đánh nhau, nhưng nhìn mặt Tiểu Vọng lộ rõ yếu thế, từ đằng xa Giang Thiêm thấy chuyện bất bình liền xông vào trợ giúp, dám đánh bồ của trẻ à. Cuối cùng hai thằng bạn học xấu xa đành chịu thua xin lỗi rồi rời đi trước. Giang Thiêm và Tiểu Vọng thành công giải cứu chú Câm đưa về. Khu nhà chú ở đằng sau trường, còn có một ông chú khác rất nóng tính, vừa xuất hiện đã đem chổi rượt Cao Thiên Dương hồi trước làm vỡ cửa kính. Chỉ có Giang Thiêm là thân được với ông Đinh và thường xuyên đến đây ăn cơm. Thấy Tiểu Vọng cũng chưa ăn cơm nên ông Đinh nói hai người đợi ông đi hâm lại đồ ăn nhé. Tiểu Vọng hỏi Giang Thiêm tại sao lại hiểu được chú Câm nói gì. Giang Thiêm nói cậu chỉ đoán thôi, chỉ cần để ý đến một người là có thể hiểu được. Tiểu Vọng nghe thấy thế thì mềm lòng một chút, vội cảm ơn Giang Thiêm đã giúp đỡ mình lúc say. Một lát sau đồ ăn được dọn ra, Giang Thiêm còn hỏi Tiểu Vọng có cần đến chỗ khác ăn không. Tiểu Vọng giận dỗi còn cho rằng Giang Thiêm có ý khác với mình, ai dè Giang Thiêm chỉ lo cậu không thể ăn được những món ở đây. Tiểu Vọng ăn kén cá chọn canh đến mức ông Đinh còn phải nhắn tin bóc phốt với Giang Thiêm ngay trước mặt, thế nên Tiểu Vọng quyết định ăn ớt chuông mà trước đây mình không thích để ra vẻ, kết quả là ăn xong uống nước liên tục mới hết mùi. Nếu mà bạn ăn trái ớt của Giang Thiêm thì có lẽ sẽ khác các bác nhỉ. Tan học, cả hai người bị bắt lên phòng giám thị để tra hỏi. Đồng thời lúc đó Cao Thiên Dương cùng bạn học cũng đi vào lấy đề thi. Thấy vậy, Thiên Dương đến khoác vai Tiểu Vọng góp vui, nói mình cũng đánh nhau sao không bị gọi đến. Thầy giám thị suýt thì điên đầu, may mà bạn học chặn lại kịp. Thầy bắt đầu hỏi tội từng người vì máy quay giám sát đã ghi lại được hết rồi.
thầy chỉ rõ tội của từng người, cho rằng có rất nhiều cách để xử lý nhưng lại đánh nhau để thể hiện. Thế là thầy quyết định cho tất cả một sân khấu ở con đường phía tây, tan học cấp 3 có thể cùng nhau múa chổi quét lá cho cả trường cùng xem. Tiểu Vọng hậm hực làm theo, vừa quét vừa than phiền lá rụng liên tục, lá liền rụng luôn vào mắt cậu. Giang Thiêm Ân cần đến xem, hành động này khiến Tiểu Vọng có chút rung động. Dưới ánh nắng của lá mùa thu, Giang Thiêm nói hết tâm tư với Tiểu Vọng. Vốn dĩ trước đây nghĩ hai người cứ thế mà sống riêng cuộc đời của nhau, thế nhưng hiện tại cậu lại nghĩ khác, hai người còn có thể cùng nhau quên đi quá khứ, hướng đến tương lai đẹp đẽ hơn. Lúc này thầy giám thị cùng cô Anh Văn đi đến nói hai người dừng quét lá, sắp tới có cuộc thi đấu tiếng Anh, hai học sinh có khả năng đoạt giải mà phải ở đây quét lá thì thật lãng phí. Thầy giám thị quyết định vặt hai người phải đạt được giải lần này, riêng Tiểu Vọng thì cần thêm điều kiện thi tăng 50 hạng mới được. Tiểu Vọng nghĩ đến chuyện phải tăng 50 hạng, trực tiếp xông vào phòng Giang Thiêm nhờ giúp đỡ, với lý do điều hòa bên phòng bị hỏng, thế nhưng vừa ngồi xuống ghế đã đem sách ôn tập ra, để dụ Giang Thiêm giúp mình, thế là cả hai say sưa cùng nhau học thâu đêm suốt sáng. Cứ thế trải qua ngày này đến ngày khác, Tiểu Vọng đều cùng Giang Thiêm cố gắng tiến lên 50 bậc, cả hai cũng vì thế dần xích lại gần nhau hơn, Tiểu Vọng học mịch còn được Giang Thiêm đấm bóp giải tỏa nhu cầu sinh lý. Buổi tối Giang Thiêm lấy thêm sách cho Tiểu Vọng làm để lại vô tình để lộ vali ngăn nắp chất đầy quần áo. Tiểu Vọng đột nhiên ngây người, cha hỏi Giang Thiêm sắp sẵn vali như vậy định bao giờ chuyển đi. May sao Giang Thiêm lại nói, đó chỉ là thói quen ngăn nắp chứ cậu sẽ không rời đi. Tiểu Vọng chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng bố về, cậu lôi vội Giang Thiêm vào trong tủ quần áo để trốn bố. Giang Thiêm đến là chán nản, không hiểu sao Tiểu Vọng phải hốt hoảng vậy. Tiểu Vọng liền nói liên hồi, lý do là sợ bố cảm giảm nên mới trốn. Cậu nói nhiều đến mức Giang Thiêm phải bật cười. Hôm sau đi học, Tiểu Vọng bị bạn học dụ đến tiệm tạp hóa Hy Lạc, thế nhưng tiệm tạp hóa còn chẳng mở cửa, chỉ có hai tên côn đồ đang chờ sẵn, bọn chúng vô duyên vô cớ kiếm chuyện để hai bên lao vào đánh nhau. Tiểu Vọng bị bọn chúng đánh đến ngã nhào xuống đống hộp, choáng hết đầu. Giống như lúc thầy Triệu Hy đến dạy môn vật lý cho cả lớp, Tề Gia Hào đã đứng lên trả lời được một câu xuất sắc nhưng Tiểu Vọng không hề thích, cậu không nghĩ Tề Gia Hào sẽ dùng cách bẩn thỉu này để ngăn cậu đi thi. Tiểu Vọng cố gắng đánh trả lại, quyết không để cậu ta đạt được mục đích. Tuy có đến muộn nhưng Tiểu Vọng vẫn kịp vào làm bài thi, muộn mất bài thi nghe nhưng Tiểu Vọng vẫn dùng cách suy luận riêng của mình làm xong bài thi còn lại. Vậy mà lúc thi xong, tất cả cùng ngồi ăn cơm, biết chuyện Tiểu Vọng bị đánh, Tề Gia Hào còn ngang nhiên khuyên cậu nên mách với thầy giám thị để thi lại. Tiểu Vọng vội vàng ngăn mọi người lại, lần trước đã vì chuyện đánh nhau mà bị thầy giám thị ghim rồi, lần này còn đánh nhau nữa chắc bị cấm thi luôn chứ chẳng chơi. Giang Thiêm im lặng mãi, cho đến lúc phát hiện trên trán Tiểu Vọng có vết thương, cậu mới lên tiếng hỏi mặt mũi hai tên côn đồ đó như thế nào. Nghe xong lại lập tức đứng dậy nói đến quán tạp hóa Hy Lạc để mua nước. Giang Thiêm tiện thể mua thêm băng dán cá nhân, sau đó còn phát hiện có máy quay bên ngoài tiệm. Giữa lúc mọi người đang giải lao, Giang Thiêm đứng bên cửa sổ đưa băng dán cho Tiểu Vọng, đúng chuẩn soái ca học đường. Tan học, Tiểu Vọng về nhà thấy bố và dì thân thiết trong phòng bếp thì không vui. Cậu lấy tai nghe ra một góc ngồi nói chuyện với bạn. Đúng lúc đó Cao Thiên Dương gọi đến báo hai tên côn đồ đã bị bắt. Không những thế còn bị anh Hy đánh cho một trận bầm dập. Thì ra là bọn chúng đến phá quán cà phê của anh Hy nên bị lộ ra chuyện đánh nhau với Tiểu Vọng luôn. Tiểu Vọng nhìn tấm ảnh Thiên Dương gửi đến còn phát hiện một đôi chân trông rất quen thuộc. Đây chính là đôi giày hàng ngày Giang Thiêm đi học mà. Biết vậy Tiểu Vọng chặn Giang Thiêm lại trêu chọc. Cậu lạnh lùng thế mà cũng quan tâm ra phết. Giang Thiêm nói cậu chỉ xem camera giám sát rồi nói lại với anh Hy chuyện hai tên côn đồ. Trùng hợp thế nào hai tên đó lại đến phá đám quán anh Hy nên mới bắt được, chứ hoàn toàn không nói chuyện Tiểu Vọng bị đánh. Chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Vọng một mình không ai giúp đỡ thì thấy đau lòng. Vậy nên Giang Thiêm muốn làm điều gì đó nho nhỏ để bù đắp. Tiểu Vọng nghe xong mắt ngấn lệ cảm động. Cậu nắm lấy tay Giang Thiêm kêu anh Top hãy cõng mình lên trên phòng. Lại tình cờ nhìn thấy vết thương trên cổ và trên tay Giang Thiêm, cậu ân cần dán băng keo y tế vào tay Giang Thiêm coi như cảm ơn. Tiểu Vọng thấy không khí căng thẳng bắt đầu trêu chọc, cậu hỏi Giang Thiêm hôm nay có đánh hai tên côn đồ ra bã không, còn phải đánh bọn chúng 6 cái đấm mà Tiểu Vọng phải chịu nữa thì mới yên lòng. Giang Thiêm cũng bị sự đáng yêu của Tiểu Vọng làm cho bật cười. Sáng hôm sau, Tiểu Vọng xuống nhà ăn sáng cùng mọi người, hôm nay cô Giang đặc biệt lên mạng học cách làm món xíu mại Tiểu Vọng yêu thích, thế nhưng cậu lại không thấy Giang Thiêm đâu, cô Giang liền nói Giang Thiêm đã đi từ sớm rồi, còn chúc hai người chiều nay thi đấu tiếng Anh giành được giải thật tốt. Lúc này, Giang Thiêm đang sửa tủ lạnh bên nhà ông Đinh, sửa xong thì vội vàng không ăn cơm mà rời đi, hỏi ra mới biết hôm nay Giang Thiêm đã hẹn với Tiểu Vọng cùng đi tàu điện ngầm. Ông Đinh nói Tiểu Vọng rất ngoan lễ phép nên muốn mời cậu đến đây ăn cơm, còn trách Giang Thiêm tại sao đến mà không rủ Tiểu Vọng cùng đến, thế là ông Đinh lại phải tự mình gọi điện kêu Tiểu Vọng đến nhà ăn cơm. Một lát sau, Tiểu Vọng đến thì cơm nước đã được dọn ra hết rồi, nhưng Giang Thiêm thì vẫn đang bận rộn sửa cái bệ xí bên trong nhà. Tiểu Vọng cứ tưởng là Giang Thiêm gọi mình ăn cơm, không ngờ người mời lại chính là ông Đinh. Ông Đinh hỏi cậu, vì sao tay của Giang Thiêm bị thương, liệu có phải vì đánh nhau không? Tiểu Vọng cũng không ngờ ông lại hỏi chuyện này. Ông Đinh liền giải thích vì trước nay Giang Thiêm không thích tiếp xúc với người lạ, mà gần đây ông lại thấy cậu ấy rất gần gũi với Tiểu Vọng nên muốn hỏi xem sao. Giang Thiêm vốn luôn thu mình lại vì không nhận được sự quan tâm của ông bà bố mẹ. Ông Đinh biết thừa trong lòng Giang Thiêm luôn tổn thương và không muốn làm đau ai khác.
Tiểu Vọng lại là người đầu tiên mà Giang Thiêm đưa đến đây. Ông Đinh hy vọng Tiểu Vọng đừng để Giang Thiêm đẩy cậu ra xa, mà mãi luôn ở bên cạnh để an ủi thế giới nội tâm của Thiêm. Tiểu Vọng trên đường đi cứ suy nghĩ mãi về lời ông Đinh nói, còn không biết sẽ phải mua vé tàu thế nào. May mà Giang Thiêm tinh tế đã chuẩn bị sẵn cho cậu một tấm thẻ di chuyển. Tiểu Vọng nhận luôn, nói sẽ đem theo vào phòng thi coi như bùa hộ mệnh. Không ngờ trên thẻ lại còn có cả tên của cậu nữa. Hai người đến chỗ thi, kịp nghe chỉ dẫn của giáo viên rồi mới đi điểm danh. Trước khi thi, Giang Thiêm còn chuẩn bị cho Tiểu Vọng một cây bút dự phòng, không như tên Tề Gia Hào mất dạy, cố gắng làm Tiểu Vọng bị sang chấn tâm lý trước giờ thi. Trong phòng thi, Tiểu Vọng liên tục nhớ lại những kỷ niệm của cậu với Giang Thiêm, nhất quyết không để Giang Thiêm đẩy mình ra xa. Hai người cùng đứng dậy nộp bài ra về trước. Kết quả là bị cô giáo mắng trong một trận vì đã dặn phải giả soát cho thật kỹ. Bài kiểm tra kỳ này, Tiểu Vọng được có 91 trên tổng 100, thấp hơn trước hẳn 9 điểm. Điều này khiến cô giáo vô cùng thất vọng. Thế nhưng ngoài hai cậu ra thì không có ai có điểm trên 90 cả, kể cả Tề Gia Hào đang đứng ngoài nghe lén với ánh mắt đằng đằng sát khí. Hóa ra, cậu ta lần này thi được có 80 điểm nên mới bị cô giáo gọi đến văn phòng mắng. Hai người trở về lớp học thì thấy lớp trưởng đi phát phiếu đăng ký ở ký túc xá. Giang Thiêm nhìn thấy liền hỏi Tiểu Vọng tại sao lại muốn ở ký túc. Vừa nói xong thì lớp trưởng cũng phát cho Giang Thiêm một tờ y hệt. Tiểu Vọng thấy thế thì phì cười. Cậu nói trước đầy đúng là muốn ở ký túc xá nhưng bây giờ đã thân hơn với Giang Thiêm nên không muốn nữa. Tưởng Giang Thiêm cũng vậy, ai dè cậu vẫn muốn sẽ ở ký túc. Nghe xong, Tiểu Vọng chậm mất một nhịp, tức muốn ói máu với thằng bạn cờ hó mà làm rơi luôn bà cây bút xuống đất không nói nên lời. Thầy giáo vào phát điểm để đổi chỗ Tiểu Vọng vì tiến bộ tăng hẳn 47 bậc. Tiếc là nếu Tiểu Vọng kịp làm bài thi nghe thì đã có thể tăng thêm 7-8 hạng rồi. Tan học, Giang Thiêm một mình ra bờ biển nằm dài suy nghĩ, còn Tiểu Vọng lại đi thẳng về nhà. Cả hai đều có một chút tâm tư không thể giải bày. Cậu nói với Giang Thiêm về nỗi cô đơn của mình. Trước đây nhà cậu rất nhỏ nhưng lúc nào cũng có người bên cạnh. Bây giờ nhà ngày càng rộng nhưng chẳng còn ai bên cạnh nữa cả. Tiểu Vọng nói mình ghét định luật bảo toàn năng lượng vì cậu cảm thấy nó vô ích, như cách cậu cố gắng danh hiệu học sinh tiêu biểu hay cố gắng để giữ Giang Thiêm ở lại vậy, tất cả chỉ là phí công sức. Thế nhưng thực sự thì chẳng có ai bên cạnh cậu ngay bây giờ luôn, đến cả Giang Thiêm cũng là do Tiểu Vọng tưởng tượng ra để an ủi bản thân mình. Buổi tối, Giang Thiêm nhận được thông báo Tiểu Vọng đã đổi ảnh đại diện thành màu đen xì, lo lắng Tiểu Vọng gặp chuyện không lành, Giang Thiêm định sang xem em Thụ như thế nào, nhưng rồi chỉ đứng cửa gửi tin nhắn, thấy Tiểu Vọng xem mà không muốn phản hồi thì cũng lặng lẽ bỏ đi. Tiểu Vọng ngồi dậy, lập bảng kế hoạch đồng thời nghe điện thoại của thằng bạn thân. Trước đây cậu chưa bao giờ lập bảng kế hoạch nhưng lần này muốn mình không cố gắng vô ích nữa nên mới làm. Giang Thiêm thấy bóng dáng ngồi của Tiểu Vọng thì cũng không thể tập trung được mà lên giường nằm. Sáng hôm sau, Giang Thiêm lại nhắn tin cho Tiểu Vọng ra ăn sáng. Không ngờ Tiểu Vọng lại ra sớm hơn dự kiến, còn mượn bài tập của Giang Thiêm như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Thiêm quay lại lấy bài tập, khi xuống thì Tiểu Vọng đã ăn xong rồi. Giang Thiêm liền chạy đuổi theo đưa bánh sơn trà cho cậu. Tiểu Vọng lại lạnh lùng nói cậu đã quen với bữa sáng rồi nên không cần bánh của Thiêm nữa. Giang Thiêm nghe vậy thì tủi lòng đi trước. Buổi tối, cậu cầm đơn đăng ký ký túc đắn đo mãi, cuối cùng vẫn là ghi bút đăng ký tên mình. Sáng hôm sau, mở cửa ra thì Tiểu Vọng đã đứng sẵn trước để đợi đi học cùng. Suốt cả buổi học, Tiểu Vọng cứ cư xử như một người bạn bình thường khiến Giang Thiêm có chút nghi hoặc trong đầu. Tan học, Giang Thiêm rủ Tiểu Vọng cùng đến nhà ông Đinh ăn cơm. Tiểu Vọng lại tự ý đổi tủ lạnh mới bự trà bá cho nhà ông Đinh, nói rằng coi như trả tiền để từ nay sẽ đến nhà ông ăn cơm thường xuyên. Thế nhưng ông Đinh lại không vui, cứ quay sang trách Giang Thiêm không biết bảo bạn. Giang Thiêm chán chẳng muốn nói chỉ tập trung vào ăn. Đột nhiên, ông Đinh quay sang bảo Giang Thiêm vì sao bản thân buồn. Ông nghĩ Tiểu Vọng làm như thế là vì không muốn mắc nợ ai, mà thường khách sáo như vậy chỉ có đối xử với người lạ mà thôi. Có lẽ là Giang Thiêm cũng có một chút suy nghĩ về cách cư xử gần đây của Tiểu Vọng. Lúc ăn cơm, Tiểu Vọng có cảm thấy quá cay không ăn được, thế là Giang Thiêm liền mua cho cậu một chai nước. Ngay lập tức Tiểu Vọng tiến đến nghĩ xem nên mua gì lại cho cậu. Hành động này khiến Giang Thiêm nhớ đến lời của ông Đinh. Giang Thiêm liền cảm thấy không vui, giận dỗi bỏ về trước. Tiểu Vọng cố gắng đuổi theo nhưng càng làm Giang Thiêm nổi giận hơn. Suốt cả buổi học cậu không thèm để ý gì đến Tiểu Vọng bên trên, khiến Tiểu Vọng cũng bực tức giận dỗi ngược lại luôn. Tiểu Vọng trốn ra một góc gọi điện nhờ chú Trần đóng giả làm bố học phụ huynh, không ngờ lại gọi điện nhầm cho Giang Thiêm. Cứng họng, Tiểu Vọng đành cúp máy đến thẳng phòng giáo vụ nói với thầy. Thầy giáo đã cố tình xếp lịch học phụ huynh cuối tuần rồi mà Tiểu Vọng vẫn không được. Kể cả 20 phút thì bố cậu cũng không có thời gian đến học. Vừa nói xong thì Giang Thiêm cũng đi vào, báo cáo mẹ không thể đến học phụ huynh được. Thầy giáo bất lực thật sự với hai học sinh ưu tú mê chơi BD này thật sự. Chỉ có thể hẹn cả hai gộp lại, khi nào có thời gian rảnh sẽ nói chuyện. Sau đó thầy giáo dẫn cả hai đến gặp thầy giám thị cùng ba bạn học khác. Người đứng giữa chính là người hôm đó đã lừa Tiểu Vọng ra quán tạp hóa. Chuyện là bọn họ muốn ra tay hảo hiệp để giúp đỡ người bạn kết nghĩa ghét Tiểu Vọng. Tiểu Vọng ngó ra hỏi thực sự là Tề Gia Hào sao? Tề Gia Hào lập tức giật thót lên, giải thích mình bị vu oan, không hề liên quan gì đến chuyện này. Ba anh em kết nghĩa cứ vậy tức giận suýt thì lao vào đánh nhau trước mặt giám thị. Cô giáo bày tỏ sự thất vọng tột cùng đối với tên Gia Hào mất dạy, thầy từ quyết định tước bỏ luôn suất tấm gương học sinh xuất sắc của Gia Hào. Cộng hai lần thi lại thì người tiến bộ nhất chính là Tiểu Vọng, nên suất đó sẽ dành cho Tiểu Vọng. Tiểu Vọng dứt khoát từ chối, nói mình không cần vì cậu không thể vào top 50 như điều kiện ban đầu. Giang Thiêm là người duy nhất còn ở lại trong 4 suất tấm gương năng khiếu, thế mà cậu cũng lên tiếng nói mình không cần luôn. Cậu cho rằng cậu cùng đánh nhau thì cũng phải cùng bị phạt nên không nhận. Thầy giám thị chán luôn không muốn nói nữa, cứ để cho học sinh tự hối hận xem sao.
Tiểu Vọng đuổi theo Giang Thiêm hỏi lý do tại sao. Giang Thiêm thẳng thừng nói luôn, nếu Tiểu Vọng không cần thì cậu ấy cũng không cần. Tiểu Vọng lại giận dỗi nói Giang Thiêm đừng tưởng như vậy thì cậu sẽ để ý đến. Giang Thiêm liền phớt lờ rồi bỏ đi. Tan học, hai người lại đi ăn cùng thầy Hy và thầy Lâm, mừng cả hai tuột mất suất học sinh năng khiếu quá ngầu. Thầy Lâm và thầy Hy trước đây cũng là vì đánh nhau nên mới quen nhau, hai thầy đều cho rằng tuổi trẻ nổi loạn một chút cũng không sao, không nhất thiết phải sống một cuộc sống được quy hoạch sẵn kế hoạch. Mà nhìn hai ông thầy này em nghi là hai ảnh đang chơi BD với nhau thì phải. Nghe đến thế, Tiểu Vọng quyết định về nhà sẽ xé hết quyền kế hoạch của cậu, vì cuộc đời không phải theo lý luận suông, thanh xuân là phải cháy hết mình, đã chơi BD thì phải chơi thật sướng, sướng tới óc o luôn thì mới chịu. Ăn uống xong, hai người cùng đi về trường, Giang Thiêm còn cố ý đứng lại đợi, sau đó nắm tay Tiểu Vọng cùng chạy đi cho nhanh. Trở về lớp, lớp trưởng hỏi hai người về đơn đăng ký ký túc xá, Tiểu Vọng quyết định không nộp nữa nhưng Giang Thiêm thì có, nhưng mà là nộp đơn không chứ không ở. Tiểu Vọng quay xuống nhìn Giang Thiêm, từ giờ cơm sẽ ăn chung mâm, ngủ sẽ chung nhà tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu Vọng cũng nói từ giờ sẽ không qua loa với nhau nữa, thế là lại quay xuống cắn chặt miếng bánh của Giang Thiêm cho. Tan học, hai người cùng đi dạo trên con phố mà Tiểu Vọng rất thích, ngày bé Tiểu Vọng đi ngang qua thấy rất nhiều hàng rong, còn có thuyền bè qua lại, cảm giác rất thoải mái. Tiểu Vọng nói với Giang Thiêm, nếu cậu xuất hiện sớm hơn chút có lẽ đã thích cậu nhiều hơn rồi, vì trước đây Tiểu Vọng vẫn luôn muốn mình có một người anh em, lớn hơn hay bé hơn đều được để có thể chơi đùa thoải mái. Giang Thiêm chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ đã hiểu được phần nào nỗi cô đơn của Tiểu Vọng, nhưng mà chỉ là anh em là hỏng có vui à nha. Buổi tối, bạn ở Thượng Hải lại gọi điện trêu chọc Tiểu Vọng, vì gần đây cậu có rất nhiều người tỏ tình trên mạng. Tiểu Vọng nhìn vào tấm ảnh còn thấy bóng lưng của Giang Thiêm nữa, cậu liền lấy điện thoại đổi trạng thái cá nhân OnlyFans đóng cửa thành khai trương. Ngay lập tức Giang Thiêm sang đưa cho cậu một cuốn sách coi như quà mừng khai trương. Cầm sách luyện chữ trên tay, Tiểu Vọng tiện hỏi Giang Thiêm đã luyện lâu chưa. Biết được Giang Thiêm tài năng thiên bẩm, luyện 2 tuần đã đẹp rồi thì đứng hình, trong khi cậu luyện nhanh lắm cũng phải 2 năm mới đẹp được. Không chịu thua, Tiểu Vọng cầm luôn sách sang phòng Giang Thiêm để luyện thêm, một bên luyện chữ một bên giám sát cứ thế đến tận khuya. Tiểu Vọng nín thở đợi Giang Thiêm nhận xét, nhưng cứ giả vờ là không quan tâm, thế là liên tục bị Giang Thiêm bắt luyện đi quyện lại nhiều lần. Cuối cùng, Tiểu Vọng quá mệt, lăn ngay lên giường Giang Thiêm nằm, có đuổi thế nào thì Tiểu Vọng cũng chìm vào giấc ngủ mất rồi. Phim Mỗ Mỗ, Người là duy nhất tập 3 đến 6 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 7 đến 8 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.